Mọi người thấy sản phẩm hữu ích không ạ? Thấy sản phẩm ok không ạ? Ok thì phải làm sao? Và bây giờ sẽ là những cách để trở thành ông hoàng chú đơn, chú thể gà kèo. Let's go! Bí quyết đầu tiên, luôn luôn sáng tạo việc test sản phẩm để tăng độ uy tín, phấp với kịch trần luôn. Và nhân tiện, ví dụ luôn nha, trên tay tớ đang là Samsung Galaxy A55 5G. Bây giờ test luôn, vào việc. Đây rồi. Wow, ngon ơ. Đây là bí kíp số 2. Và mỗi viên like chúng ta nên có những sản phẩm hot deal giảm giá kịch sàn để kích thích người mua. Và đừng quên nhắc liên tục về sản phẩm số lượng có hạn để cho người mua hàng FOMO thế. Bây giờ sẽ là bí kíp cuối cùng. Chúng ta có thể chia đôi màn hình, làm lúc hai tác vụ như tôi này. Vừa livestream, vừa đọc kịch bản, chốt đơn cứ gọi là mầm. Nhớ thử ngay những bí kíp tuyệt vời này và cho Badot biết được là buổi livestream các bạn đã cải thiện như thế nào nhá.